đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Minh Châu. Minh Châu có biết không, mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, đặc biệt mùa này thì có rất là nhiều loại nấm nè Châu biết không? Ồ, Châu thì chưa biết cái chuyện đó, nhưng mà nghe Hưng nói như vậy thì Châu đã biết ngay là chúng ta sẽ có một món ngon có nấm trong ngày hôm nay rồi. Đúng rồi, thưởng thức là phải thưởng thức rồi. Nhưng mà cho Phước Hưng hỏi cái này Châu chút nha. Minh Châu có biết nhiều món ăn mà chế biến từ nấm hay không? Ôi, nấm thì chế biến được nhiều món lắm. Món xào, món kho, món lẩu, món canh, rất rất là nhiều. Còn nữa hả? Còn một món nữa. Salad đúng không? Gần đúng rồi đó. Vậy thì món ngon của ngày hôm nay có tên gọi là gỏi nấm. Và để khẩu phần cho 4 người ăn thì chúng ta cần có những nguyên liệu như sau: 100g phi lê cá lóc, nấm kim châm, nấm linh chi trắng, ớt sừng sắc sợi, rau xà lách, rau răm, hành tây, hạt điều giã nhỏ, bắp luộc, ớt băm, hành phi, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là giấm gạo lên men Ajinomoto. Đầu tiên thì Phương Hưng sẽ sơ chế cái phần cá này. Thì phần cá này thì chúng ta cứ việc làm cho sạch rồi chúng ta lóc cái phi lê ra thôi. Hưng cắt lát mỏng nè. Rồi, cho vào tô này. Để tiết kiệm thời gian thì Hưng sẽ cho lên bếp một cái chảo dầu để chúng ta chiên cá. Kế tiếp thì Hưng sẽ tẩm với cái cá này là bột Ajiquick, bột chiên gà giòn. Rồi. Wow, những cái miếng cá sẽ được áo một lớp bột nhẹ, hèn chi không thấy gia vị gì hết trơn á. Rồi, bây giờ thì Hưng sẽ để cái phần cá ở đây cho nó thấm bột vào nha. Kế tiếp thì Hưng sẽ cắt cái củ hành tây này ra nha. Đây. Kế tiếp thì Hưng sẽ cắt cái phần rau răm này ra nè. Hưng sẽ cắt cái phần xà lách này ra thành những miếng vừa ăn. Chảo dầu nó đã sôi rồi, bây giờ Hưng sẽ cho hết cái phần cá chúng ta tẩm vào nè. Wow. Rồi. Hưng ơi, mình có phải làm cho những cái miếng cá tơi ra hết không? Không cần đâu Châu. Khi mà chúng ta bỏ vào đó thì cá nó sẽ bám theo bột thì nó sẽ hơi dính. Nhưng mà khi mà nó sắp vàng rồi thì nó sẽ tự động nó rời ra. À, Châu hiểu rồi. Wow, vàng đẹp quá ha. Rồi, đẹp quá à. Và kế tiếp thì Hưng sẽ bắt lên bếp lại một nồi nước sôi nữa để chúng ta trần qua cái nấm. Trong khi đợi nước sôi thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả chúng ta pha cái nước trộn gỏi. Hưng sẽ cho vào đây 4 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto, 3 muỗng rưỡi canh đường, 2 muỗng canh nước mắm. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết ớt băm vào nè và hành phi nữa. Bây giờ Hưng sẽ cho hết cái phần củ hành tây mà chúng ta đã bào mỏng vào đây cái tô nha. Và Hưng sẽ cho vào đây nè, một ít nước trộn gỏi nè. Rồi chúng ta trộn đều lên. Khi mà chúng ta cắt củ hành tây thành lát mỏng thì các bạn cho vào tô rồi chúng ta cho một ít nước trộn gỏi vào, thì để giảm đi cái mùi hăng của củ hành tây. Hưng sẽ cho vào nồi nước sôi một ít muối nè. Bây giờ thì Hưng sẽ cho nấm linh chi trắng trước, tại vì nấm linh chi lâu chín. Đúng rồi, nó bự và đã lâu chín hơn cái nấm kim châm. Luộc một tí xíu thôi rồi mình cũng cho nấm kim châm vào đúng không? Đúng rồi. Khi mà chúng ta bỏ vào nước nóng và chúng ta tắt lửa ngay, nếu mà chúng ta để cho sôi thì nấm kim châm nó sẽ bấy ra, nó không có còn độ dai nữa. Và sau khi mà quý vị khán giả chúng ta trần cái nấm rồi thì chúng ta bỏ ra một cái rổ cho ráo nước nè, giúp cho nấm còn độ giòn nhiều hơn. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta sơ chế phần nấm thì quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ trần trong nước sôi có một ít muối, rồi chúng ta cho ngay một tô nước lạnh và để thật là ráo nước để cho nấm được giòn và sẽ không làm cho món gỏi của chúng ta có quá nhiều nước ạ. Bắt đầu tới công đoạn trộn rồi nha. Hưng sẽ cho hết phần rau xà lách vào nè, và ớt sừng cắt sợi nè, cho củ hành tây vào. Và hết chỗ nấm này nữa, cho vào đây là nước trộn gỏi nha. Hưng ơi, không biết là Châu có thể chuẩn bị sẵn món trộn này rồi đến khi ăn mình chỉ đem ra dùng thôi được không? Được đó Minh Châu. Khi mà Châu muốn ăn món này sẵn đúng không? Nấm thì chúng ta có thể trần sẵn bỏ vào hộp để tủ lạnh nè. Tất cả các loại rau chỉ dịp để tủ lạnh thôi. Đúng rồi. Và khi nào ăn thì chúng ta mới đem ra chúng ta trộn. Cái cách đó là chúng ta giữ được cái hương vị gỏi rất là ngon, nhưng mà tất cả các nguyên liệu nó không có bị mềm nữa. Hay quá. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta có thể chuẩn bị trước các nguyên liệu, nhưng mà quý vị nhớ là trước khi ăn rồi chúng ta mới được trộn nha. Như vậy thì các nguyên liệu sẽ không bị mềm, món ăn sẽ ngon hơn. Chà, những miếng xà lách tươi xanh thật là đẹp mắt. Hưng sẽ cho lên đây là vài lá cá nha. Và Hưng sẽ rắc bắp luộc lên nè. Kế tiếp là hạt điều nè, một ít hành phi nữa, thêm một ít nước trộn gỏi nè. Cho lên đây vài cọng ớt nha. Đây, Hưng sẽ gắp cho một miếng nè, nấm nè. Rồi, mời Châu. Cảm ơn Hưng. Rồi, Châu ăn nha.
rất là giòn đúng không Minh Châu? Đầu tiên thì phải dành một cái lời khen cho Phước Hưng là món gỏi này ngoại hình rất là đẹp nha. Có màu xanh nè, màu hơi nâu nâu nè, rồi màu vàng nè, rồi màu đỏ nè, rồi có chút trắng trắng của nấm nữa. Rất là đa dạng về màu sắc, có thể gọi là món gỏi ngũ sắc cũng được đó, đúng không? Đúng rồi. Món gỏi này vẫn rất là ngon, giống như những món gỏi khác mà chương trình đã từng hướng dẫn. Tuy nhiên có một chút phá cách, đó là có miếng cá vàng vàng, thơm thơm, giòn giòn. Nhờ có bột chiên gà giòn Aciquid mà cái công đoạn chế biến cá của chúng ta trở nên rất là đơn giản và rất là nhanh. Phần nước trộn rất là đậm đà, chua chua, ngọt ngọt hài hòa. Và phần nấm thì cũng giữ được độ giòn nè, và có màu trắng đẹp nè. Ăn vào là chúng ta có thể cảm nhận được cái độ tươi ngon liền. Hy vọng là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cùng với món gỏi nấm ngày hôm nay đã làm hài lòng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình bằng cách giữ liên lạc với chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Ngoài ra thì như quý vị cũng đã biết thì website monngonmoingay.com càng ngày càng hoàn thiện hơn, và bây giờ có thể nói là một kho dữ liệu khổng lồ về các món ăn để cho quý vị khán giả có thể lựa chọn và có thể tìm kiếm những món ăn mà mình yêu thích, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn Phước Hưng rất nhiều vì đã tận tình hướng dẫn cho khán giả. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.